Xin gửi lời chào đến toàn thể các bác làm thợ đam mê bẫy chim. Hôm nay em lại giới thiệu đến cho các bác những cái lô sản phẩm là dòng loa điều khiển từ xa hàng Daily Q92, dòng loa cao cấp nhất của cái dòng loa điều khiển từ xa hiện nay. Thì các bác đã biết ý, nhu cầu dùng loa để gọi chim, mồi chim về để các bác bẫy thì rất là, bây giờ thì chim mồi thì nó cũng nhiều con không được hay, mà các bác không có mồi thì các bác nên dùng những cái dòng loa như thế này rất là hiệu quả. Thì bây giờ em sẽ đi giới thiệu chi tiết về sản phẩm để cho các bác tham khảo. Thì trước khi đi vào chi tiết sản phẩm ấy, thì em cũng xin phép được nói qua về cái cách giao dịch của bên em, là bên em nhận gửi hàng qua đường bưu điện. Anh em đặt hàng em sẽ đóng vào bưu phẩm gửi đến cho anh em, hàng đến nơi anh em kiểm tra ok ngon nghẻ đúng với chất lượng em giới thiệu như này thì anh em thanh toán cho bên đường bưu điện là xong đấy. Bên em mà nhận bảo hành cho anh em, nhận đổi trả hoàn toàn cho anh em trong vòng 15 ngày sử dụng. Anh em nhận loa về anh em sử dụng liên tục, nó có lỗi trục trặc hay là có vấn đề gì thì anh em gửi về, em sẽ đổi loa mới cho anh em hoàn toàn. Đấy, anh em lên nhớ vấn đề đấy nhá. Bên đây có hai dòng loa, đây là Q92 nhé. Em sẽ giới thiệu chi tiết về sản phẩm loa Q92. Thì như anh em được biết ấy, cái dòng loa này thì nó mang một cái chất lượng âm thanh rất là ổn định. Đấy, em sẽ lấy một con mới luôn. Đây, khi các bác nhận loa về, các bác bỏ hộp ra ấy, thì các bác sẽ, điều đầu tiên các bác nhận thấy ấy, là nó sẽ có một cái tờ sách hướng dẫn. Tờ sách hướng dẫn sử dụng này, sử dụng điều khiển các thứ này, cách sử dụng sạc này. Đây, tất cả các loại, tất cả các bảng điều khiển nó đều nằm ở trên cái thân loa như này. Đấy, nút vặn ra làm sao, nút chỉnh ra như thế nào. Còn về những cái video giới thiệu và hướng dẫn thì em cũng làm rất là nhiều. Đấy, rất mong là các bác cập nhật những cái video em làm. Thì đây là một cái điều khiển. Các bác, cái điều khiển này thì nó chạy bằng cái dòng pin điện thoại Nokia. Pin này dùng rất là bền, các bác có thể dùng 7 ngày đến 10 ngày hết pin các bác lại sạc vào, nó có dây sạc sẵn ở đây. Cái đầu sạc này ấy, thì các bác cắm vào, gọi là đầu USB ấy, các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại ấy. Bây giờ thì hầu như là ai cũng dùng điện thoại smartphone hết rồi, cho nên là các bác cắm vào củ sạc điện thoại và đầu này các bác cắm vào điều khiển, hết pin các bác lại sạc vào. Về nhận loa thì các bác nhớ bỏ ra, các bác lắp pin vào, lắp pin vào, và các bác là lắp pin xong rồi các bác bật cái công tắc lên cho em. Đấy, bật công tắc lên nó báo đèn xanh, thì các bác thấy nó báo cái đèn xanh này là điều khiển nó hoạt động nhé. Đấy là bắt đầu điều khiển hoạt động. Là khi dùng xong các bác tắt đi, đỡ tốn pin. Đấy, về đấy là về điều khiển. Đấy, dây sạc điều khiển này, dây sạc của loa này, loại sạc này là loại sạc 9V nhé. Đấy, loại này loại DC 9V này, nó điều khiển đầy đủ thông số ở trên này. Các bác về các bác có thể tham khảo. Đấy, bây giờ em sẽ đi thẳng vào vấn đề của cái loa này luôn. Đây, cái loa, cái thân loa chính của nó đây. Đây chính là cái loa đấy. Chị cho em xin một cái thẻ nhớ. Thì đây, em sẽ giới thiệu chi tiết về cái dòng loa Daily Q2 này. Cái vỏ hộp của cái dòng loa này là hợp kim nhôm. Lấy ra cho em. Làm hợp kim nhôm nhá. Hàng dùng rất là bền. Đấy các bác thấy. Hàng dùng rất là bền. Xung quanh là bằng nhôm hết. Nó dàn anten để khi các bác sử dụng từ xa, các bác rút lên các bác chỉnh điều khiển. Tất cả các nút vặn ở đây, tích hợp các tính năng. Nút nguồn này, nút mở âm lượng này. Đấy, nút chỉnh check, chỉnh bass cho nó âm thanh nó ấm, nó trầm đấy. Sử dụng thì các bác, đây em sẽ hướng dẫn sử dụng luôn. Loa này thì dùng âm thanh rất là ấm, em sẽ cho các bác nghe trực tiếp. Thì các bác, cái thẻ nhớ này ấy, các bác mua loa ấy mà muốn có tiếng ấy thì em sẽ cung cấp tiếng cho anh em. Đấy, nhưng mà là phải mua thêm cái thẻ nhớ. Cái thẻ nhớ này ấy, thì bên em cũng mua riêng về để cung cấp đến cho anh em. Tiếng thì free thôi, còn cái thẻ này là anh em phải mua riêng nhé, thông báo rõ cho anh em như thế. Bởi vì hàng cái nhà sản xuất ấy, nó gửi về ấy, thì nó không có thẻ tặng thẻ nhớ đâu. Nhiều anh em hỏi là có tặng thẻ nhớ không thì em nói thẳng là không. Đấy, các bác cắm thẻ nhớ vào cái chỗ này, cái tay ép này, các bác mở loa lên này. Đấy, mở loa lên thì nó mặc định là tạm dừng. Thì các bác muốn nó hoạt động ấy, thì các bác dùng, một là các bác dùng bằng điều khiển cái remote này, hai là các bác sử dụng bằng cái nút đầu tiên trên thân loa đây, các bác bấm. Đấy, em sẽ sử dụng bằng điều khiển luôn nhé. Các bác bật công tắc lên này, các bác tạm dừng này. Đây, đây là tạm dừng nhé. Khi bác muốn phát tiếp thì các bác ấn nút to đây, các bác ấn phát tiếp này. Qua bài thì nói chung cái điều khiển này nó giới thiệu cũng dễ thôi. Qua bài này, qua bài phát nữa này. Đây là toàn tiếng chim bêm luôn, em lại cho toàn tiếng chim bêm. Đấy, toàn tiếng chim đêm thôi. Đấy, các bác nghe âm thanh của nó nhá.
Đấy, nghe thì rất là trong và ấm và vang. Đây, độ vang con này rất là xa. Hiện tại thì cái dòng loa này thì chưa có dòng loa nào thay thế là về dòng đẳng cấp nhất hiện nay. Đấy, chưa là có thể thay thế nổi. Đấy, một cái video ngắn này em xin giới thiệu về cái dòng loa điều khiển từ xa Daily Q92. Thì các bác nào có nhu cầu thì alo đến cho em sẽ gửi đến cho các bác trên mọi miền Tổ quốc. Đấy, video ngắn này em giới thiệu về dòng loa. Em xin phép là kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.